xin phép lướt các bác nhé. Xanh này rất bề thế hoành tráng, nhưng mà thôi xin phép đi lướt không có muộn, tí nữa tối cũng cực kịp quay cây khác. Đấy, bệ bệ đấy. Bệ này hai người ôm các bác, cái thân của nó cũng lại nằm biển, cũng lại nằm biển. Tạ Huỳnh, nghệ nhân Tạ Huỳnh thôi nha. Đấy, xong một chú nam điền tiếp theo. Rất kỹ rồi, cái này rất kỹ rồi. Đấy, xem là tác phẩm tên gì các bác nhỉ. Tác phẩm nào cũng nhìn thấy quen thế này. Giá mà giống cây nhà mình rồi các bác nhỉ. Đây, cây xanh người nhân tạo hình có số các bác nhé, trên trường Nam Định. Đúng rồi, bác Tạ Huỳnh ở trên trường Nam Định mà mình không nhớ được bác ở đâu, vừa nãy gặp cũng ngựa không dám hỏi mà mình đang quay lén. Quá đẹp, quá đẹp. Đây, rất sạch sẽ ở phía đây. Cây tiếp theo đây. Tiểu đồng đây. Tiểu đồng. Đấy. Xin phép đi nhanh nha các bác nha. Hơi chóng mặt tí. Nhưng mà còn có cái mà chiêm ngưỡng đầy đủ các bác. Đấy. Mẫu đơn này. Mẫu đơn này. Giá trị thì vô cùng rồi. Đến cái hàng này. Lại Nam Điền. Đó, vua xanh đấy. Đừng có nói tiền ở đây các bác, toàn tiền tỷ. Em cho nên là em biết thân biết phận, chỉ biết vào để thưởng cái đẹp thôi các bác. Đấy, mình anh em mình tinh thần là vào thưởng cái đẹp và học hỏi. Học hỏi ở các nghệ nhân, không những nghệ nhân mà là nghệ nhân lớn, là hội của. Đấy. Rồi. Rồi đến bên này. Hoa vĩ đại. Hoa vĩ đại. Hoa vĩ đại các bạn ơi. Hoa vĩ đại rồi. Hoa vĩ đại các bạn ơi. Các bạn nhìn đi. Nhìn đi các bạn ơi. Các bác ơi, chi tiết với từng cái rễ cái dăm này chịu làm sao nổi.
về làm sao nổi đây? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Các bác biết cây này à? Các bác nhìn đơn giản đúng không? Nhưng mà tôi thấy cây này là giá trị cực kỳ luôn đấy. Xanh cổ, xanh cổ để trực diện luôn này, lối cổ nhưng mà lại tay tán thì lại hiện đại. Thế mình tài năng tiểu cảnh cho đến trọng cho đến dáng là dáng cổ các bác nhé, tiểu cảnh cũng cổ nhé, nhưng mà cây chắc chắn là cây cổ rồi, nhưng mà bông tán này à, hiện đại đấy, rất thiên nhiên, rất thiên nhiên, rất lão đấy, đẹp, chung là đẹp. Để độ đẹp thì sánh ngang với những cái cây kia được rồi đấy, chứ không đơn giản theo cái con mắt thẩm mỹ của tôi đánh chế các bác nhé. Còn các bác thì mỗi người một vẻ, một con mắt thì tôi không dám là nói là tôi đúng, nhưng mà tôi nhìn thấy sẽ là như thế đấy. Xin phép đi nhanh nhé. Cái cây này này tôi nhìn thấy triển lãm nhiều rồi, tí nữa về riêng nó nhé. Nguyệt quế đấy, tiếp theo cây xanh nữa cũng là biển, cùng xuống lá đấy, xuống lá vừa xuống lá dăm đây nhá bác nhá, dăm nhá, dăm rất là kỹ nhá, kỹ và sạch sẽ đến từng cái, sạch sẽ đến từng cái dăm cuối cùng các bạn, chứ không em nheo đâu. Để làm như thế này thì mất thời gian lắm. Đấy, bệ này cây rất sạch sẽ. Đấy, đẹp mà đành phải đi sang cây khác các bạn, còn nhiều cây đẹp quá, sợ không hết được. Đấy, xanh này, xanh quê này, xanh quê đây, bó rễ rất là gọn gàng, bó rễ bó theo đường chuyển của thân đấy. Bó theo đường chuyển của thân cực kỳ hợp lý. Ngũ phúc, cây ngũ phúc này, ngũ phúc dáng đình này. Tôi gọi nó là ngũ phúc dáng đình, còn các bác gọi gì thì tùy nhé, tôi không bảo ai đúng sai. Đấy, nói chung là đẹp, cái này mà tỉa lá thì nó lộ xương này đẹp không chê được, phải quay hết thì các bác vườn đẹp là phải quay hết. Xanh phôi này thì cốt cán là ok rồi, nhưng mà để sau đi dành cho cái khác. Con sai từ La Hán đẹp, mà nhiều cỏ, hơi vội thì đi qua, bắt đầu trời tối rồi. Cố gắng mỗi cây lương tí và cố gắng nhìn hết form của nó, sau về mình cày lại video. Đấy, được chưa? Rồi, xanh nhà mấy cái tùng kim cương này chưa quay được, từng là hán từng nhập tàu quá. Này quay cái thứ này, cây nhỏ nhỏ hơn tí đấy,
này đẹp đấy, rất cool cơ. Con này rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Đẹp chưa các bạn? Rất đẹp, rất đầy. Đừng lỡ. Đẹp thì cũng phải lướt đúng không ạ? Đấy, vòi hiệu của quân đội đấy. Đà, đà lồng. Các bác di chuyển những góc quay liên tục, các bác chóng mặt nhưng mà đành chịu thôi. Làm việc. Quá đẹp, quá đẹp. Cấu đơn này, củ cấu đơn tài là hiếm các bạn, không đơn giản đâu, củ cấu ta là hiếm. Rồi đã lướt được một vòng của những cái cây ở về phía ngoài này, bây giờ đánh vào phía trong các bác nhé, đánh vào phía trong này. Này đã quay rồi này, cấu đơn quay rồi, đây xanh này đi. Quan thôi, lại cắt giật, phong cách cắt giật, đang nhú lá đẹp quá.